có người đến tìm để mua đồ của nhà tôi. Tôi bán hải sản nên là tôi cũng không nghĩ gì, do lúc đó tôi đang có việc gấp nên tôi không về. Thì một lát sau có cuộc điện thoại của một người phụ nữ gọi điện cho tôi, nói là muốn mua hải sản số lượng lớn và muốn tôi ký vào một tờ giấy gì đó, nhưng do tôi đang bận nên tôi không về được. Và có hỏi tôi là đang ở đâu, thì tôi nói địa điểm của mình, bởi vì lúc đó bạn tôi đang mổ ở trên bệnh viện Kinh Bắc, và tôi có nói là cháu đang ở trên bệnh viện Kinh Bắc. Thì cô đó và những người khác có lên trên cổng bệnh viện Kinh Bắc gọi tôi, nhưng lúc đó do chồng tôi và một số người có nói là có việc gì mà người ta đến tìm em, tốt nhất là em đừng gặp. Thì tôi đã đi ra cửa sau của bệnh viện đi về. Sau đó tôi không dám về nhà mà tôi đi qua nhà bạn tôi. Tiếp đó tôi nhận được một tin nhắn đe dọa, và tôi có trao đổi với bạn tôi là thôi bây giờ sự việc như thế thì tôi sẽ lên gặp để nói chuyện, rằng là hôm đấy tôi ăn có sự việc như thế thật. Và tôi đã nhờ anh Vân, anh Thái đi cùng tôi. Thì tôi bước vào quán, như vậy là nội dung đoạn video clip trên Facebook mà cơ quan điều tra thu thập được có chính xác diễn biến như thế không? Dạ chính xác ạ. Chị có bị ảnh hưởng gì đến sức khỏe với hay là tinh thần gì không? Dạ sau khi sự việc xảy ra ngay lúc đó thì tôi khá là hoảng loạn và gần như không dám gặp ai. Tôi nhốt mình trong phòng và không dám gặp con cái. Tôi mang con về quê và đi sợ. Tại cơ quan điều tra, chị đã từ chối việc giám định về thương tích cũng như giám định về tổn thương, tổn thất, tổn thương về tinh thần, có đúng không? Dạ vâng ạ. Việc từ chối đó có là tự nguyện không? Do tôi tự nguyện ạ. Giữa chị và gia đình bị cáo đã bồi thường xong phần trách nhiệm chưa? Dạ, do phía bên bị hại là cô Hiền có xuống nhà tôi thăm hỏi tôi, động viên tôi, và cũng đã bồi thường cho tôi một khoản là 5 triệu đồng. Tại vì đã quá nhiều lần cô mang xuống, cũng như là gia đình phía bên gia đình đã nhận thấy hành vi của mình là sai và muốn khắc phục một chút hậu quả, tôi đã nhận số tiền là 5 triệu đồng ạ. Đến giờ chị có yêu cầu gì thêm về trách nhiệm dân sự này không? Dạ tôi không có yêu cầu gì thêm về trách nhiệm dân sự ạ.